kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm qua và ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc vẫn có mưa nhỏ. Lúc sáng sớm thì khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ được bao phủ bởi lớp sương mù khá dày. Mặc dù đến trưa thì bầu trời vẫn khá mù, nhưng nhiệt độ ngày hôm nay đã tăng lên khoảng 3 độ so với ngày hôm qua. Mức nhiệt vào buổi sáng duy trì từ 18 đến 20 độ, đến giữa trưa thì nhiệt độ phổ biến là từ 21 đến 23 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ do còn chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên lượng mưa nhiều hơn phần phía đông, nhưng cũng chỉ ở mức là từ 4 đến 7mm, cá biệt có nơi trên 10mm. Riêng hai tỉnh là Điện Biên và Lai Châu, nền nhiệt cao hơn các nơi khác từ 4 đến 6 độ. Vào thời điểm giữa trưa thì có nơi xấp xỉ 28 độ. Khối khí lạnh cùng với độ ẩm cao đang bao phủ nên thời tiết các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ khá ẩm ướt. Đêm và sáng trời có mưa nhỏ, xen lẫn với sương mù, đặc biệt là ở vùng ven biển, sông hồ và khu vực núi cao, dẫn đến tầm nhìn bị giảm xuống. Do vậy, quý vị và các bạn cần chú ý hiện tượng thời tiết này khi tham gia giao thông. Do khối khí lạnh bị biến tính nên nó không chỉ ẩm ướt hơn mà còn ấm dần lên. Đêm nay thì toàn khu vực Bắc Bộ chỉ còn có rét nhẹ khi nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 cho đến 20 độ. Ngay cả vùng núi cao như tại Sapa, Mẫu Sơn, tình trạng rét cũng giảm dần và nhiệt độ ở mức từ 13 đến 15 độ. Ban ngày trời bớt âm u nhưng vẫn còn nhiều mây nên sự tăng nhiệt không mạnh mẽ. Nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ, một vài nơi xấp xỉ 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Còn tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, về đêm và sáng trời cũng nhiều mây nhưng không âm u và mưa nhỏ xỉ xuất hiện ở một vài nơi ở vùng ven biển. Nền nhiệt tiếp tục tăng lên, đêm và sáng nhiệt độ xấp xỉ hoặc trên 20 độ, còn ban ngày thì đôi lúc trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ khu vực Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiết trời khô ráo, số giờ nắng trong ngày nhiều và nền nhiệt vẫn cao nhất trên phạm vi cả nước, nhiều nơi nhiệt độ trên 30 độ, trời nắng khá gay gắt. Riêng tại thành phố Đà Lạt, trời rét về ban đêm và lạnh về ban ngày, nên đây là điểm đến lý tưởng cho hai ngày nghỉ cuối tuần sắp tới. Thời tiết ấm dần lên nên chỉ còn ngày mai, sau đó sẽ chuyển lạnh bởi theo dự báo thì trong chiều tối và đêm mai, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tràn về, bầu khí quyển bị xáo trộn trở lại, gây mưa và làm giảm nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ và lan xuống cả các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi từ 26 đến 28 độ. Tại các tỉnh từ khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi từ 14 cho đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông còn yếu, nhưng từ đêm mai tới ngày 1 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vào đêm và sáng, trời ấm lên. Tuy nhiên đến tối và đêm mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa và nhiệt độ giảm trở lại. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.